Sinh con ra và nuôi con lớn là một quá trình đúng không các mẹ? Và một trong những vật dụng hỗ trợ cho các mẹ trong quá trình nuôi con đó là ghế ăn dặm. Ghế ăn dặm không chỉ mang lại sự tiện dụng mà nó còn giúp cho bé có thể thưởng thức các món ăn với những hương vị thú vị do mẹ nấu một cách dễ dàng hơn. Đó là lý do mà chiếc ghế ăn dặm không thể thiếu trong quá trình phát triển của trẻ. Tuy nhiên, chọn một chiếc ghế ăn dặm như thế nào không phải là cha mẹ nào cũng biết. Ghế ăn dặm là gì? Ghế ăn dặm không chỉ hỗ trợ các mẹ tập cho bé ăn dặm theo phương pháp Baby Led Weaning, phương pháp để cho bé tự ăn, mà còn có rất nhiều những công dụng khác như là được thiết kế chuyên biệt cho bé từ 5 tháng tuổi trở lên. Loại ghế này được sản xuất từ các nguyên liệu không độc hại và thân thiện cho làn da non nớt của trẻ. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ghế ăn dặm với kiểu dáng, hình dạng, kích thước, chất liệu rất đa dạng và phong phú để các mẹ lựa chọn. Tuy nhiên, để chọn lựa sản phẩm nào là tốt nhất thì hôm nay Mẹ Yêu Con sẽ truyền đạt cho các mẹ kinh nghiệm chọn ghế ăn dặm cùng với một trong những chiếc ghế nằm trong top 9 sản phẩm chất lượng nhất hiện nay nhé. Ghế ăn dặm có thể gấp gọn là một loại ghế rất được các mẹ tin dùng bởi lẽ nó có rất nhiều ưu điểm nổi bật như có thể xếp gọn lại, không tốn diện tích và tiện mang theo cho bé khi đi ra ngoài. Ghế này thấp nên vị trí để ghế có thể để trên sàn, trên ghế của người lớn. Ghế được làm từ nguyên liệu nhựa ít bám bẩn, ăn xong có thể tháo rời các bộ phận để có thể vệ sinh. Ghế ăn dặm high chair có rất nhiều ưu điểm như là bền, chắc chắn, độ cao có thể điều chỉnh được, rộng thoáng nên có thể dùng trong thời gian dài cùng với trọng lượng từ 19 đến 20 kg. Ở Việt Nam thì ghế này ít được sử dụng hơn vì nó cồng kềnh và nặng, khó vệ sinh mà giá lại cao. High chair được chia thành hai loại, bằng nhựa có chân kim loại và bằng gỗ. Ghế ăn dặm ngã ra nhiều nấc, đây là loại ghế ngã ra 2 đến 3 nấc và có kèm đồ chơi, tạo cảm giác thích thú cho bé. Thường thì loại ghế này có nệm lưng và chỗ ngồi êm ái, nệm có thể tháo rời ra được. Tuy nhiên, các mẹ phải chọn ghế ăn dặm có hệ thống tốt nhất và an toàn. An toàn là tiêu chí đầu tiên để các mẹ cần chú ý khi chọn một chiếc ghế ăn dặm cho bé. Vững chãi, thiết kế với chất liệu đảm bảo và dây đai an toàn giúp bé ngồi vững và không bị ngã, khả năng chịu lực tốt. Ngoài ra cần kiểm tra khóa cài của bánh xe, tránh trường hợp khi ngồi sẽ bị trượt. Các mẹ chú ý nên chọn mua các loại ghế có thương hiệu uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. Cùng với các tính năng mở rộng như là nâng hạ độ cao, cấu tạo chắc chắn không bị lật ngã, có thể gấp gọn, điều chỉnh dễ dàng, tháo rời thuận tiện, chỗ ngồi thoáng mát, giúp cho bé thoải mái khi ngồi trên ghế. Và đây là top 9 hãng ghế ăn dặm cho bé hàng đầu hiện nay. Ghế ăn dặm Mastella. Mastella có xuất xứ từ Mỹ, dẫn đầu về các sản phẩm dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mastella đang cung cấp ghế ăn dặm cho trẻ với thiết kế có thể điều chỉnh được độ cao, phù hợp theo độ tuổi của trẻ. Cùng với khá nhiều ưu điểm như là sản xuất từ nguyên liệu PP, đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ. Thêm vào đó, bề mặt ghế chống trơn, rất tốt và láng mịn, rất thoải mái cho trẻ khi sử dụng. Ghế còn có thể tháo rời dễ dàng và vệ sinh thuận tiện. Ngoài ra, ghế còn có dây an toàn với phần tựa lưng cùng không gian rộng rãi. Ghế ăn dặm Caster. Caster cũng là thương hiệu lớn của Mỹ có thiết kế tinh tế và chất lượng tuyệt vời. Đây cũng là thương hiệu được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Ưu điểm của chúng là được làm từ chất liệu hảo hạng, thiết kế ghế thông minh và chắc chắn. Ghế có thể sử dụng linh hoạt cho nhiều độ tuổi khác nhau từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi. Độ cao điều chỉnh được từ 10 đến 20cm tính từ mặt đất. Thêm vào đó là các mẹ có thể gấp gọn khi mang theo. Ghế ăn dặm Summer Infant. Cũng là thương hiệu của Mỹ, với màu sắc trang nhã, sáng tạo, đa dạng hứng thú cho trẻ khi ngồi ăn. Ghế có ưu điểm nhẹ, gọn nên rất dễ dàng tháo gọn khi đi ra ngoài. Ghế ăn dặm Chico. Chico là dòng sản phẩm của thương hiệu đến từ nước Ý, cùng với 3 nấc điều chỉnh cao thấp rất thuận tiện khi sử dụng, cũng như dễ dàng vệ sinh, được làm từ chất liệu an toàn cho sức khỏe và dễ điều chỉnh độ cao. Ghế ăn dặm Autoru. Autoru là thương hiệu của Việt Nam, sản phẩm của Autoru thì được khá nhiều người biết đến bởi mẫu mã đẹp, nguyên liệu làm từ thiên nhiên, an toàn cho trẻ. Dòng sản phẩm này rất vững chắc và có khả năng chống đỡ ngã. Ghế được thiết kế rộng rãi và thoải mái, chịu lực từ 20 kg, điều chỉnh độ cao theo 4 nấc nên bé có thể ngồi cùng gia đình để ăn uống. Ghế ăn dặm Pediasure là quà tặng của sữa Pediasure, được làm từ nguyên liệu nhựa BB cao cấp không chứa chất cấm PPA, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé.
Ghế này có thể sử dụng chịu lực 35kg và là sản phẩm được thiết kế đa năng nên có thể là bàn học cho bé. Ghế ăn dặm Mooney là quà tặng của biển Mooney. Ghế này có thể gấp gọn hoặc có thể để trên ghế người lớn. Sản phẩm làm từ nhựa BB không chứa BPA và các chất độc hại khác. Bề mặt ghế trơn tru mang đến sự thoải mái cho bé khi sử dụng. Cấu tạo ghế có 5 mức độ điều chỉnh cao thấp cùng 3 mức độ xa gần, dễ dàng tháo rời khi vệ sinh. Ghế ăn dặm Technum. Ghế này có 4 chức năng là một chiếc giường, một chiếc ghế chơi cho bé, nghiêng 145 độ khi cho bé ăn dặm, nghiêng 180 độ khi bé uống nước. Các bộ phận của ghế có thể tháo rời. Mặt ghế thoáng đãng, chân ghế thì làm bằng inox, cực kỳ chắc chắn và dễ gấp gọn. Hệ thống bánh xe dễ di chuyển, bàn ăn làm bằng nhựa PE chống độc. Ghế ăn dặm Hambi. Hambi là một dòng ghế ăn dặm được rất nhiều mẹ ưa chuộng, cùng với nhiều tính năng thuận lợi và giá thì vô cùng hợp lý. Ghế có thể điều chỉnh 3 độ cao khác nhau, khoang đế chứa 8 chân thép. Ghế vô cùng tiện lợi và có thể gấp gọn dễ dàng để thuận tiện khi du thoải mái. Ngoài ra có 4 bánh xe có thể biến ghế thành xe tập đi hoặc thành đồ chơi cho trẻ. Đệm của ghế Hambi được làm từ da cao cấp, chống thấm nước và mọi vết bẩn gây ra trong quá trình ăn uống của trẻ. Ghế được cấu tạo với chân thép chắc chắn nên chịu được từ 35 đến 40kg. Mặt ghế trơn nhẵn có thể tháo rời để vệ sinh. Ghế có 3 đặc điểm là 3 dây đai an toàn, 1 dây có đai cho bé, 2 dây còn lại cố định cho bé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ghé 115 Nguyễn Từ Tân, thành phố Quảng Ngãi các mẹ nhé!